Rồi, giới thiệu mọi người cây linh sam nha. Cây này cái dáng rất là hay mọi người. Mọi người ước lượng nha. Nó giống như là người thiếu nữ đang ngồi vậy đó. Rất là đẹp. Quá đẹp mọi người ạ. Dáng này mình vô chậu mỹ nghệ một cái nữa là hết ý.